Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mua Linh Kiện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc đèn pin cực kỳ đơn giản. Linh kiện chúng ta cần chuẩn bị bao gồm một chiếc đèn LED 1W, một chiếc đế để hàn pin, một chiếc lăng kính, một đế để cố định lăng kính, một cục pin 9V, một cái cắm pin, một công tắc dùng để bật tắt đèn. Tất cả những linh kiện này đều được mua tại website mualinhkien.vn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hoàn thành một chiếc đèn pin. Đầu tiên chúng ta sẽ hàn LED vào đế trước. Các bạn cần chú ý cực dương và âm của đèn LED để hàn cho đúng. Tiếp theo là nối dây, hàn dây. Ở đây một đầu dây mình sẽ nối vào cực dương của LED và một đầu mình sẽ nối vào công tắc. Một đầu còn lại của công tắc mình sẽ nối với chiếc đế pin này. Và đầu dây âm của chiếc đế pin mình sẽ nối với đầu âm của LED.
Cuối cùng là gắn chiếc lăng kính này và cố định chiếc đèn pin này lại. Mình sẽ sử dụng keo nến để cố định. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm chiếc đèn pin nhỏ, gọn, cực kỳ dễ dàng và rất thuận tiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có đóng góp hãy comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.